chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với Mạnh Nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Đầu tiên Thạnh cũng xin được lời chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thạnh Vlog. Không ra gì hơn, một lần nữa Thạnh xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Qua đây Thạnh cũng xin kính chúc cho tất cả bà con trở lại cuộc sống bình thường mới, có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Video hôm nay Thạnh xin chia sẻ Yamaha VKR155/2022 chính thức xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới. Yamaha VKR155/2022 là một mẫu xe cao cao đang được bộ phận lớn người tiêu dùng yêu mến và quan tâm nồng nhiệt. Nắm bắt được tâm lý đó, Yamaha đã cập nhật cho VKR155/2022 một phiên bản hoàn toàn mới mang trên mình phong cách ảnh hưởng từ trường đua MotoGP đầy thể thao và đẹp mắt. VKR155/2022 phiên bản Monster Energy Yamaha MotoGP vừa mới ra mắt sẽ có tông màu chủ đạo xanh đen huyền bí, kèm theo logo M của thương hiệu Monster Energy làm điểm nhấn chủ đạo ở vị trí bình xăng. Lấy cảm hứng từ nguyên mẫu chiếc Yamaha M1/2021 của đội đua Monster Energy Yamaha đang thi đấu tại trường đua MotoGP. Vẻ ngoài VKR155/2022 còn gây ấn tượng mạnh mẽ với người nhìn bằng những đường nét cắt xẻ vuốt nhọn dứt khoát, kèm theo một bộ khung sườn to bản lộ rõ ra bên ngoài, tăng cường sự chắc chắn cho tổng thể chiếc xe. Theo Yamaha công bố, chiều cao yên của VKR155/2022 ở mức 880mm. Mức chiều cao yên hơi khó tiếp cận đối với chiều cao trung bình của người Việt Nam. VKR155/2022 được Yamaha sử dụng bóng đèn sợi tóc halogen trên tất cả hệ thống đèn báo của xe. Tuy không có khả năng chiếu sáng hiện đại như đèn LED, nhưng loại đèn này lại hoạt động cực tốt trong điều kiện sương mù, đồng thời có thể dễ dàng thay thế khi gặp trục trặc. Yamaha VKR155/2022 sở hữu cụm màn hình LCD có thiết kế hệt như một cây đàn guitar, tối giản nhưng vẫn hiển thị đầy đủ tất cả thông số. Đối với những dòng xe cào cào như VKR155/2022 thì bộ phận đồng hồ hay màn hình hiển thị thường được các nhà sản xuất thiết kế sao cho tối giản nhất có thể, để người lái có thể tập trung cao độ và xử lý một cách chính xác khi di chuyển trên những địa hình khó khăn. Dàn chân VKR155/2022 sử dụng hệ thống cam đùm niềng chuẩn Enduro, chắc chắn sẽ chịu lực cực tốt ở những cung đường địa hình. Bánh trước và bánh sau đều là thắng đĩa nhưng vẫn chưa được tích hợp công nghệ chống vỡ cứng vành ABS. Phuộc trước VKR155/2022 nổi trội với đường kính lên tới 41mm, đảm bảo ổn định và có thể phục vụ cho việc di chuyển ở nhiều địa hình khác nhau. VKR155/2022 còn mang trên mình cây phuộc sau chế tạo theo nguyên lý Greenstep Monorod, có thể điều chỉnh được độ nén cứng, mềm của lò xo với 5 mức khác nhau, giúp VKR155/2022 dễ dàng thích nghi với nhiều địa hình và tải trọng của người sử dụng. Yamaha VKR155/2022 được chia sẻ chung khối động cơ với R15V3, khối động cơ 155cm khối PVA 4 van, kèm theo bộ nồi chống trượt Acid và Liberlac triệt tiêu hiện tượng phá bánh khi dòng số gấp. Động cơ VKR155/2022 có thể sản sinh công suất tối đa 16.5 HP, đạt ở ngưỡng tua 10.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 14.3 nm tại 6.500 vòng trên phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu này cũng rất tiết kiệm và ở mức 2.09 lít trên 100 km. Yamaha VKR155/2022 phiên bản Monster Energy Yamaha MotoGP mới ra mắt sẽ được bán với giá 106.900 baht tại thị trường Thái Lan, đổi ra tiền Việt sẽ ở mức 73,6 triệu đồng. Ngoài ra VKR155/2022 còn có hai phiên bản màu khác nữa là màu xanh và đen, có giá khoảng 105.500 baht, tương đương 72,6 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt. Và vừa rồi là thông tin và hình ảnh về mẫu xe Yamaha VKR155/2022 cùng mức giá bán của mẫu xe này. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thạnh xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.